Em nghĩ có chuyện rồi. Thế mày nghĩ là chuyện gì? Chuyện này chỉ có bắt cóc thôi. Mày nghĩ là thằng Tài làm chuyện này à? Không nói thì còn ai nữa. Nó chưa bao giờ để em yên ổn bao giờ cả. Cái bắt tay hôm bữa chỉ để cho anh và anh cũ vui thôi. Nếu nó có gan làm chuyện đó, tao để cho mày chặt nó ra từng khúc. Tao muốn tất cả anh em có mặt bên nhà thằng Tài. Thưa anh, có chuyện rồi. Bên ông Long đang kéo người qua kìa anh. Wow, thật là hạnh phúc. Quý quá. Hôm nay được anh lớn tới đây thăm em luôn. Mời ngồi, ngồi mình làm đi rượu anh nha. Tôi đâu có rảnh qua đây uống rượu chơi với mày chứ. Lối chính anh thích cúi đầu, nhìn lũ non nó đi thể hiện. Cứ thi đua mà giành phần ngu, như con ếch chết tại lộ miền. Mày khen người khác bằng dao và súng, tao tỏa sát khí chỉ bằng cái nhìn. Trên cuộc vui cười cười nói nói rồi.